Lạng Sơn, Quảng Ninh được xem như chảo lửa buôn lậu ở miền Bắc. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người vượt biên trái phép qua Trung Quốc vận chuyển hàng lậu về Việt Nam qua các cung đường mòn, lối mở dọc biên giới. Phóng viên báo Người Lao Động đã trực tiếp có mặt thâm nhập chảo lửa này và ghi nhận lại thực trạng. Chảo lửa buôn lậu Lạng Sơn những ngày cuối năm luôn rất nóng. Có thể kể đến là các con đường mòn biên giới khu vực Cốc Bưởi, Cốc Nhãn, đường mòn 386 ở khu vực Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, khu vực Khe Thớt. Sau khi những khu vực này bị lực lượng biên phòng hải quan chốt chặn, các đối tượng buôn lậu đi vòng qua khu vực Ma Mèo có đường mòn 474, xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Khe Bà Đen, Khe Bà Lan ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc và một số đường mòn lối mở khác thuộc huyện Lộc Bình, Đình Lập. Khu vực Ma Mèo chỉ cách cửa khẩu Cốc Nam khoảng 2 km, ngay gần đường quốc lộ 4A đi lên cửa khẩu quốc tế Tân Thanh. Theo ước tính, hiện mỗi ngày có từ 300 đến 500 cửa vàng vượt biên trái phép để sang Trung Quốc gùi hàng lậu ở khu vực này. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tăng cường bổ sung quân số từ các đồn khác, đồng thời chỉ đạo lập 38 láng trại, bố trí lực lượng chốt chặn 24 trên 24 giờ tại các điểm nóng trên khu vực biên giới do đồn biên phòng Tân Thanh và Hữu Nghị quản lý để ngăn chặn hoạt động vượt biên trái phép, vận chuyển hàng lậu. Tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng cũng đã dựng hàng rào thép gai ở 57 điểm với chiều dài gần 1 km để bịt các lối vận chuyển hàng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã huy động gần 100 cán bộ cùng nhiều chó nghiệp vụ tăng cường cho tỉnh Lạng Sơn để chống buôn lậu. Tính đến hết tháng 11 năm 2014, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra xử lý trên 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tổng giá trị hàng hóa ước tính trên 50 tỷ đồng. Trong khi đó, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, khi bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bịt các đường mòn, để đối phó, nhiều cánh buôn lậu đã thuê cư dân biên giới vận chuyển hàng lậu qua đường cửa khẩu. Theo quan sát của chúng tôi, có nhiều người xách hàng ra khỏi cửa khẩu, giao cho người khác xong lại quay lại cửa khẩu để tiếp tục tìm cơ hội xách hàng về. Có người đã mặc rất nhiều áo ấm và độn đồ ở bụng để đi qua cửa khẩu. Thực tế cho thấy, có rất nhiều cư dân biên giới đang là người bán hàng thuê về nội địa cho các chủ hàng lậu một cách công khai, nhưng các cơ quan chức năng rất khó xử lý. Nhiều cư dân biên giới đã bị giới buôn lậu lợi dụng và biến họ trở thành cửu vàng tiếp tay cho mang hàng lậu một cách hợp pháp qua biên giới. Trung bình hàng ngày cửa khẩu Móng Cái có khoảng 10.000 người xuất nhập. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11, lượng người qua cửa khẩu Móng Cái lên đến 25.000 người, cao gấp 2,5 lần so với trung bình hàng ngày. Từ đầu tháng 12 đến nay, tình hình có bớt căng thẳng nhưng vẫn còn cao gấp rưỡi so với ngày bình thường.